Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tư tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Như các anh chị em cũng rất quen thuộc rồi. À, kết thúc một phiên giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản view bộ ba tham thu chung của thị trường để chúng ta đánh giá xem à, cái tín hiệu kết phiên ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta có những tín hiệu tích cực. Tín hiệu tích cực hay là tín hiệu tiêu cực. Rồi à, chúng ta sẽ triển khai thêm à, các cái nội dung ở trên bản tin phân tích tuần. Thì video này uh, kết thúc một ngày thì chúng ta sẽ có một video và các anh chị có thể đăng ký kênh Hùng Lê Chứng khoán để chúng ta theo dõi. Uh, còn đối với bản tin tuần, uh, chúng ta sẽ đi phân tích uh, view lại uh, tất cả những kịch bản của chỉ số ở trong tuần vừa qua, đồng thời thì chúng ta sẽ đi phân tích một số cả cái danh mục cổ phiếu tiềm năng. Thì uh, nội dung này thì sẽ được up lên ở trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con trống. Như vậy thì uh, chúng ta sẽ có hai cái diễn đàn, các anh chị lưu ý chúng ta sẽ có hai cái diễn đàn để như vậy là anh chị em của chúng ta À, có thể gì ạ à, chúng ta xem để chúng ta đăng ký Và chúng ta lựa chọn à, những cái à, thông tin hữu ích Để giúp cho anh chị em của chúng ta có thêm những cái góc nhìn à, tốt nhất Trong cái quá trình chúng ta đầu tư Thì à, tuần à, phân tích nhận định thị trường Tuần từ phiên giao dịch ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 Như vậy là tháng 11 của năm 2024 à, Chuẩn bị đi qua đúng không ạ Và chúng ta chỉ còn à, một tháng nữa thôi Là chúng ta sẽ khép lại năm 2024 à, Thời gian trôi rất là nhanh đúng không anh chị À, phần thứ nhất thì vẫn như vậy nội dung à, bộ ba tham số phần thứ hai chúng ta sẽ phân tích một số các danh mục cổ phiếu tiềm năng từ cổ phiếu nhóm trụ nhóm bất động sản khu nghiệp nhóm thép bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán đây là những nhóm ngành những mã cổ phiếu rất cơ bản khi anh chị em à, lên thị trường thì ai cũng biết đến những cái mã cổ phiếu này tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả những cái nội dung mà phân tích trên video mang quan điểm của cá nhân đồng lê vì vậy anh chị em nhà đầu tư à, chúng ta lưu ý trước khi xem và trước khi áp dụng trước khi chúng ta đi vào à, cái nội dung chính thì hùng có một cái nội dung này thì hùng đã có phân tích ở các bản tin hàng ngày và hôm nay bản tin tuần thì hùng sẽ tổng hợp lại một chút xíu thì các anh chị lưu ý đây là một trong những yếu tố hết sức là quan trọng và nó sẽ chi phối toàn bộ những cái nội dung mà hùng sẽ phân tích ở trong bản tin ngày hôm nay thứ nhất đấy là khoảng tầm 10 giờ 10 giờ phiên giao dịch của ngày 18 tháng 11 các anh chị 10 giờ phiên giao dịch ngày 18 tháng 11 thì ông đã có một cái nội dung phân tích đó là hiện tại thì tín hiệu GM Time trong hệ thống phân tích chân sóng của ông Lê ghi nhận dòng tiền chờ mua bắt đầu có dấu hiệu tăng mạnh trở lại. Trong phiên sáng và đây là một cái sự dịch chuyển hết sức là tích cực của thị trường. Thì chúng ta có điều kiện cần và điều kiện đủ, tức là điều kiện cần đó là cái dòng tiền chờ mua tăng. Điều đó cho thấy là nhà đầu tư đã bắt đầu thèm muốn cổ phiếu và họ bắt đầu xuống tiền. Tất nhiên là ban đầu họ sẽ chưa mua cổ phiếu một cách quyết liệt đúng không ạ? Họ đặt ở những cái vùng giá thấp và cũng quan sát được cái xu hướng dòng tiền có xu hướng tăng lên đúng không ạ? Rồi và sau sau cái xu hướng tăng lên đó thì cái dòng tiền mua chủ động nó cần phải tăng trở lại à, tăng mạnh để nó xác nhận được cái chân sóng. Và cần cái điều gì? Nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán tích lũy à, cân bằng và đảo chiều pha xu hướng và chúng ta thấy rằng là nhóm ngành chứng khoán ở trong tuần vừa qua cũng đã tăng hết sức là tích cực và chúng ta sẽ cần thêm ở những cái tín hiệu kỹ thuật của chỉ số VNI ở vùng 1205 đến vùng 1210 đây là vùng tâm lý quan trọng của thị trường lúc này và dự kiến vùng cân bằng của thị trường đang ở rất gần rồi đây không phải là thời điểm, đây không phải là thời điểm để bán ra cổ phiếu bằng mọi giá. Và dự kiến à, à, thị trường của chúng ta sẽ có những cái nhịp phục hồi à trong 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 ngắn hạn đây anh chị, đó. 10 giờ 07 phút ngày 18 tháng 11 năm 2024, đây anh chị nhé, Đó. Thế thì à, sau phiên giao dịch ngày 18 thì chúng ta thấy rằng là phiên giao dịch ngày 19 thì à, chỉ số VNI của chúng ta đã có những cái điểm gì các anh chị? À có những cái điểm phân tích à những cái điểm chỉnh cung à, quay trở lại đúng không ạ? Và đến phiên giao dịch của ngày 20 à, Các anh chị đến phiên giao dịch của ngày 20 Ngày 20 tháng 11 Thì uh, phiên giao dịch ngày 20 tháng 11 Tại thời điểm à, Ngày 20 tháng 11 Đây à, 10 giờ 10 giờ của phiên giao dịch ngày 20 tháng 11 Đây 9 giờ 51 phút ngày 19 tháng 11 Các anh chị thì cũng vẫn tiếp tục uh, Tổng hợp các cái tín hiệu kỹ thuật à, Về à, dòng tiền chờ mua đúng không và dòng tiền chờ mua thì vẫn duy trì ở tích cực ở trong phiên giao dịch ngày 19 mà dù phiên ngày 19 thì nó diện nó test tích lũy quay trở lại các anh chị nhá và đến uh, phiên giao dịch của ngày 20 ngày 20 10 giờ 10 giờ ngày 20 tháng 11 dòng tiền vẫn duy trì tiếp tục mua chủ động À, chưa có tăng mạnh và cần thời gian thêm và cái chị để ý là tại cái thời điểm 10 giờ á, của phiên giao dịch ngày 20 tháng 10 thì thị trường chúng ta tích lũy và cây nến giờ từ 10 giờ đến 11 giờ của phiên giao dịch ngày 20 thì dòng tiền bắt đầu phô mô và đó bắt bắt đầu cân mạnh trở lại và chúng ta thấy rằng là à, nhóm ngành trứng và banh sau một giai đoạn hiện tại thì đang xây nền và hai thằng này tích lũy đáy đảo long thì khả năng đấy sẽ là cái thời điểm mà thị trường của chúng ta kết thúc phiên chỉ giảm à, nội dung này được à, phát đi à, vào lúc 10 giờ Uh, 9 giờ 54 phút ngày 20 tháng 11 các anh chị nhé Đó Tức là đến phiên giao dịch ngày 20 thì chúng ta tiếp tục gì ạ à, à, Tiếp tục có những cái 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 phân tích rất là chi tiết Đấy Và đến uh, phiên chiều Đến phiên chiều thì đâu đó khoảng tầm 13 giờ 10 uh, 13 giờ 13 giờ 40 phút của phiên giao dịch ngày 20 tháng 10 mua chủ động mua chủ động đạt ngưỡng xác nhận chân sóng tại thời gian 13 giờ 40 phút cái này cũng viết bị thiếu và cần duy trì uh, tín hiệu này kết phiên và như vậy thì xác uh, suất ở thị trường của chúng ta đã xác uh, suất cái câu chuyện là chỉnh uh, cái nhịp chỉnh giảm kết thúc đó vậy thì cái câu chuyện ở trong tuần vừa qua là gì các anh chị lưu ý là phiên giao dịch của ngày 18 tháng 11 thì thị trường của chúng ta bắt đầu có những dấu hiệu chớm hình thành đáy và đó là thời điểm không phải bán ra cổ phiếu bằng mọi giá phiên ngày 19 test lại và đến phiên ngày 20 10 giờ tiếp tục tổng hợp cái xu hướng dòng tiền chờ mua tăng tích cực và đến 13 giờ 40 phút thì thị trường của chúng ta à, xác nhận chân sóng chỉnh giảm kết thúc đó vậy thì lý thuyết là như vậy phân tích là như vậy còn thực tiễn à, thì chúng ta cần phải xem thêm à, trong cái quá trình mà nó bật lên thì nó sẽ bách test tại thị trường như nào cung cầu như nào rất rất nhiều các yếu tố và đối với thị trường chứng khoán thì như đã có chia sẻ phân tích với tất cả anh chị em nhà đầu tư rồi nó là bộ môn sản xuất cho nên là nó có đúng nó có sai anh chị phải đồng ý với hùng một cái quan điểm như vậy thì chúng ta mới làm việc được chứ còn nếu như anh chị mà cứng nhắc đúng không ạ tôi luôn luôn đúng hoặc tôi luôn luôn sai hoặc là như thế nào đó thì thì nó sẽ rất là khó làm việc ở trên thị trường chứng khoán và vì là bộ môn sản xuất cho nên là cái anh chị chúng ta sẽ phải gì ạ chúng ta tổng hợp thật cố gắng thật nhiều các thông tin để làm sao đó chúng ta áp dụng vào làm sao cho nó hợp lý đúng không ạ làm sao cho nó tốt nhất tối ưu nhất thôi đó, quan điểm nó là như vậy và như vậy thì các anh chị lưu ý để chúng ta khi chúng ta đi vào phân tích cổ phiếu ở trong tuần này phiên 18 là chớm chớm hình thành đáy phiên 19 là test back trở lại phiên giao dịch ngày 20 là diện what ao, tức là nó sẽ ép cái cây nến mà chỉ số VNI đó, nó ép xuống và đến 13 giờ 40 phút thì à, thị trường chúng ta bắt đầu xác nhận chỉnh giảm, à, cái nhịp chỉnh giảm kết thúc và thị trường bắt đầu phục hồi. Và minh chứng thì từ phiên giao dịch ngày 20, 21, 22 như vậy là thị trường chúng ta cũng đang phục hồi à, khá là tích cực. Thì trên đây là những cái nội dung chính để khi chúng ta đi phân tích cổ phiếu thì chúng ta thấy rằng là gần như tất cả các mã cổ phiếu đều có xu hướng tạo đáy và tạo cái điểm sâu nhất ở trong phiên giao dịch của ngày 20. Đó, anh chị nhá. Đấy để để mình hiểu được cái nội dung bản chất vấn đề như vậy để chúng ta uh, phân tích cho nó dễ. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu view lại uh, bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua. Chỉ số VN-Index từ phiên giao dịch ngày 18 đến ngày 22, uh, kết thúc một phiên giao dịch có bản tin rồi, thế nên là hùng không còn nó nhắc lại và nội dung chính thì trong tuần vừa qua hùng có tập trung để ông nói đến cái vùng 1205 đến vùng 1210, đúng các anh chị và bạn đặc biệt là trong phiên giao dịch sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 19 và bước vào phiên giao dịch ngày 20 thì mình có phân tích các cái nội dung là gì chúng ta có thể có những cái uh, cây nến nó ép xuống qua vùng 12 à, uh, 1200 nhưng chúng ta cần phải có những cái mô tiếp nến đấy các anh chị nhá cũng đã vẽ những mô típ nến đó là gì đó là đây đó là đây tức là bóng nến dưới uh, dài và điểm nóng nến thì như vậy là cây nến giờ đầu phiên của phiên giao dịch ngày 20 và sau đó thì đến cân đến giờ phiên sáng thì uh, cân đến giờ thứ hai đúng không ạ thì chỉ số VNI của chúng ta đã xác nhận và nó vượt lên và kể từ đây thì chỉ số VNI bắt đầu phục hồi hiện tại thì chỉ số VN chúng ta cũng đã vượt qua được cái đường cản chéo của kênh xuống ở quanh vùng 1220 đến vùng 125 và sau khi vượt qua như vậy thì chúng ta sẽ có những cái xuống bách test quay trở lại và phiên giao dịch của ngày 22 thì cũng đã dự báo là gì chỉ số VN chúng ta sẽ có các cái điểm kéo gáp về ở khoảng quanh vùng 1230 32 điểm ở đây và các anh chị nhìn thấy ngay cây nến giờ đầu phiên thì chỉ số VNI chúng ta đạt được ngưỡng 1323, 1322 rồi sau đó nó đi test điểm test 1 1225 và điểm test 2 mục tiêu thì 1223 đến vùng 1220. Bởi vì sao? Ở bên này chúng ta thấy có cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1220, 1223, 1225 thì sau khi vượt qua ở VNI của chúng ta có xu hướng sẽ back test quay trở lại thế thì sau cái gáp tăng thì các anh chị nhìn thấy là có những cái thời điểm đẩy lên và kết thúc phiên thì chỉ số VN Index chúng ta đóng cửa khá là tích cực ở vùng 1228 điểm. Đó. Và nó chưa test đến vùng 1225. Như vậy thì phiên giao dịch của à, thứ ngày ngày tuần tới, à, phiên giao dịch của ngày 24 đúng không ạ? Đó thì chỉ số 24 đúng không nhỉ? À 25 xin lỗi anh là 25 thì như vậy là chỉ số VN chúng ta tiếp tục dự báo sẽ có những điểm kéo về quanh vùng 233 tiếp tục mục tiêu VN sẽ test lại vùng 120 123 nói chung là đẹp nhất là test về trên vùng 120 để nó hình thành được một cái kênh xu hướng cái chị nó hình thành được kênh xu hướng ở đây test đi thành công đảo long và đặc biệt là sự quay trở lại của nhóm ngành bất động sản dân cư nhóm ngành banh nhóm ngành chứng khoán và cổ phiếu nhóm trụ bốn cái tứ trụ triều đình đó hiện tại cũng đang thấy rất là ok rồi và chỉ cần dòng tiền phô quay trở lại thôi và tất cả những cái cái nhóm ngành đó nó luôn phiên nhau để nó giữ và nó kéo thì như vậy là khả năng cao chỉ số VNI của chúng ta sẽ tích thành công quanh vùng 20 tiếp tục hướng về vùng cảng kỹ thuật 1239 1245 và điểm xa hơn sẽ là quanh vùng 1250 điểm trên xu hướng chạc kỹ thuật ngày của chỉ số VNI thì như vậy là Hùng cũng đã có những cái sự phân tích rất là sâu ở cho các anh chị ở quanh vùng ngưỡng 1.200 điểm ở đây. chúng ta có ba hai cây nến phục hồi và một cây nến test. Phiên ngày hôm nay là một cây nến test tương đối thành công, đúng không? Tương đối thành công. Khi mà sau những cây nến kéo xanh mạnh thì nó đang test ở đầu mút nến. Và cái câu chuyện là gì nhưng cũng đã có phân tích trở đến rằng giờ VN Index của chúng ta cần những điểm back test lại quanh vùng 20, 123 đẹp nhất là nó test về đây và test xong đảo long thì như vậy là cơ hội để mà chỉ số VNI của chúng ta trong nhịp này hướng về vùng cảng kỹ thuật 1239 1245 và điểm xa hơn 1250 à nó tương đối là cao. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số VN30 thì <laughs> đối với chỉ số này thì cũng đã có phân tích cực kỳ là chi tiết và đặc biệt là À, kết thúc phiên giao dịch ngày 19 bước vào phiên giao dịch ngày 20 thì cũng có nói đến là chỉ số VN30 khả năng phải tính toán đến vùng 1247 đến vùng 1250 và các anh chị nhìn thấy cây đến giờ đầu phiên của phiên giao dịch ngày 20 đấy à, chỉ số VN30 chúng ta test đến vùng 1250 rút chân đi lên mạnh mẽ và sau đó thì chỉ số này đã vượt lại được ở trên vùng 1260 đến vùng 1265 điểm đúng không? Một cái mốc hỗ trợ tâm lý rất quan trọng của thị trường ở trong tuần vừa qua. Và sau khi chỉ số VN30 chúng ta vượt thoát qua thì chúng ta bắt đầu xây ở những cái target kỹ thuật lên vùng 1290 và đến thời điểm hiện tại kết thúc tuần thì chỉ số VN30 chúng ta cũng đã đạt được à, cái cái target kỹ thuật ở vùng 1293 điểm các chị nhỉ. Mắc ở phiên giao dịch ngày hôm nay điểm này như 129 1292, 1292 phép 2 chưa đây lên, lên được 1293. Đó thì như vậy là phiên ngày hôm nay thì chủ yếu VN30 chúng ta test tích lũy sau phiên đáo hạn hợp đồng phá sinh thì bước vào phiên giao dịch ngày hai chúng ta dự kiến uh, vn30 sẽ kéo quanh vùng 1293 test lại vùng 1280 cộng trừ 2 điểm các điểm bách test của chỉ số vn30 phiên giao dịch ngày hôm nay rất là đẹp rất là đẹp các anh chị nhá đó và nó test ở trên đâu đó khoảng trên vùng 1285 điểm đấy điểm này là 1284 mà là nói chung là nôm na là trên vùng 1280 cộng trừ hai thì với cách thức vận hành như này thì chúng ta dự kiến phiên giao dịch ngày 25 tháng 11 uh, vn30 khả năng cũng sẽ có các cái điểm kéo lại ở quanh vùng 1293 tiếp tục back test lại vùng 1280 cộng trừ 2 và chúng ta kỳ vọng VN30 sẽ test thành công tại đây. Và khi nó test thành công tại đây thì nó cũng hình thành được một cái kênh xu hướng đúng không anh chị? Và hình thành được một kênh xu hướng rồi thì tích lũy đảo long và nhiệm vụ của chỉ số VN30 trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta có một cái đường lai cản chéo ở đây. Các anh chị lưu ý một cái đường lai cản chéo ở đây và chỉ số này cần phải vượt thoát bứt đi, thoát đi qua và nó sẽ hướng đến cái vùng cản thuật tiếp theo ở vùng 1300 1303 1305 và bứt được cái vùng 305 ở đây thì như vậy là khả năng thì uh, chỉ số VN30 chúng ta sẽ hướng về vùng ở uh, 1318 đến khoảng quanh 1320. Trên chạc kỹ thuật ngày của chỉ số VN30 thì uh, trong tuần cũng đã có phân tích uh, rất là chi tiết rồi, các anh chị có thể xem lại bốn cây nến ba uh, cây nến test và sau đó thì uh, chúng ta có những cây nến phục hồi và phiên giao dịch ngày hôm nay thì VN30 chúng ta cũng test đầu mũi nến đồng thời nó cũng vướng vào một cái đường cản giả xu hướng. Do đó thì tuần tới chúng ta kỳ vọng ở vùng 1278 1280 1282 uh, test tích lũy thành công đảo long và vượt thoát lên thì như vậy là chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, hướng đến các cái vùng cả cái thuật cao hơn trong đó thì các anh chị lưu ý mốc tiếp theo sẽ là vùng 1 300 và vượt 1.003 thì khi đó thì chúng ta sẽ hướng về ở uh, vùng 1.318 đến khoảng quanh vùng 1 Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh giá uh, thêm uh, về uh, xu hướng của chỉ số phá sinh trong tuần thì đối với phá sinh phân tích cho các anh chị ở trên giả kỹ thuật 15 rất chi tiết cụ thể từng điểm hỗ trợ từng điểm kháng cự à các anh chị và chúng ta có thể kiểm tra lại kiểm định lại các anh chị nhé à, trong uh, gọi là kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì hùng đã phân tích dự báo xu hướng ngày mai và các anh chị xem xu hướng ngày mai nó như thế nào thì các anh chị back test lại những cái nội dung màu nói trong phiên giao dịch của ngày hôm nay và uh, chúng ta không tranh luận về quan điểm các anh chị nhé tránh cái việc đó và ai tranh luận về quan điểm thì xin mời đi sang chỗ khác hùng không có tranh luận về quan điểm còn ai mà học tập đúng không uh, xu hướng gọi là cầu tiến cầu thị thì ok chúng ta về đây thì chúng ta thấy rằng là chỉ số vn 30 f 1 m thì trong tuần vừa qua cũng đã có phân tích cho các anh chị vùng một hai sáu một hai sáu năm thì bản chất là từ phiên giao dịch ngày 18 tám đến ngày 19 thì về cơ bản là chỉ số phá sinh của chúng ta test tích lũy thành công trên vùng 1260 và đến phiên giao dịch ngày 20 thì cũng đã có những cái sự phân tích à, điều chỉnh kịch bản đó là phá sinh khả năng sẽ hướng về đúng không các anh chị à nó sẽ có thể hướng về đến quanh vùng 1255 và điểm sâu hơn thì các anh chị lưu ý chúng ta tính toán 1247 đến vùng 1250 và cây đến giờ đầu phiên thì chỉ số phá sinh đã test về đến vùng 1255 điểm phục hồi và kể từ đây thì chỉ số phá sinh chúng ta bắt đầu phục hồi và chúng ta bắt đầu xây ở uh, các target kỹ thuật ở vùng 1280 ở uh, Back test quay trở lại vùng 1265 1267 1270 thì chúng ta xây lên một target kỹ thuật 1290 và đáo hạn hợp đồng phá sinh tháng thì như vậy là gì uh, phá sinh của chúng ta cũng kéo lên được đến vùng 1285 điểm và phiên ngày hôm nay thì như cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi chúng ta hiểu về bản chất đó là ở phiên giao dịch ngày 22 đấy là phiên giao dịch mà à, thị trường của chúng ta ghép chạc, phái sinh của chúng ta ghép chạc giữa phái sinh tháng và phái sinh quý thì nó sẽ có một cái gáp tăng ở đây các anh chị nhìn thấy đấy à, nó sẽ có một cái gáp tăng ở đây và sau gáp tăng đó thì hùng cũng đã có những cái sự phân tích là gì khả năng nó sẽ kéo về quanh vùng à, 1295 1297 đây và nó bách test quay trở lại test đẹp 1285 trung tính thì 1280 và yếu yếu hơn thì ở khoảng quanh vùng 1275 điểm và trên thực tế thì phá sinh của chúng ta test khá đẹp trên vùng 1290 điểm và nhìn chung thì nó cũng chỉ loanh quanh à, à test loanh quanh cái điểm gọi là gì cái điểm mà 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 phá sinh quý thôi tức là cái điểm lắp cáp này khỏe cái gì tương đối khỏe đấy bởi vì về bản chất là phá sinh mà nó test ở trên vùng 1290 là cực kỳ khỏe đó sau một cái gáp kéo như này và nó test ở đây này là cực khỏe thì với cách thức vận hành như này thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo phiên giao dịch ngày 25 tháng 11 ở phá sinh sẽ có các điểm kéo về ở đây ở Về cơ bản là vùng 1305 Sau đó sẽ bách test lại vùng 1290 Trung tính sẽ quanh vùng 1285 Và sâu sâu hơn thì ở khoảng quanh vùng 1280 Thì ông kỳ vọng là gì phá sinh của chúng ta sẽ lấp xong cái gáp này Và sau khi mà lấp gáp xong thì ở đây nó cũng sẽ có cái gì các anh chị Nó cũng sẽ có một đường line của kênh xu hướng và cái đường trendline của cái xu hướng này nó cũng rất là quan trọng và chúng ta kỳ vọng là gì ở hiện tại thì cũng đang sơ bộ cũng đang dự phóng như này tức là nếu như test thành công trên vùng 1280 thì đây sẽ là một cái cách test cực đẹp cực đẹp để cho à, thị trường chúng ta sẽ có các cái bước tiến à, tiếp theo và đặc biệt là đặc biệt đối với xu hướng của phải sinh thì chúng ta sẽ tiếp tục có thể dự phóng à, lên những cái vùng ta cái kỹ thuật khá là cao ở vùng 1315 1318 đến vùng 1320 À, trên trạc kỹ thuật ngày à, của chỉ số phá sinh, đây các anh chị cũng nhìn thấy rồi, à, chúng ta phân tích rất là chi tiết mẫu chốt ở đóng tuần vừa qua Và <laughs> à, trên trạc kỹ thuật ngày thì các anh chị nhìn thấy sau cái giai đoạn quá bán đúng không ạ, à, và đường RA60 đã bắt đầu vượt thoát đi lên à, Đây là một cái tín hiệu rất là tích cực của chỉ số phá sinh à, Trong phiên giao dịch ngày hôm nay ghép trạc cho nên nó hở gáp, do đó tuần tới thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi Đẹp thì à, em sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 1280 điểm đến vùng 1285, vùng 1290 và nó nên bách quay trở lại đây để nó lấp bớt cái gap này và lấp xong à, thị trường chúng ta tuy thành công đảo long thì như vậy là gì? Ta cái kỹ thuật trước mắt thì nó sẽ hướng về à, cái vùng tâm lý ở vùng 1300 và khi vượt được ba rồi thì tất nhiên rồi à, chúng ta sẽ có những cái ta cánh vọng ở vùng quanh 1315, 1318 đến vùng 1320. Thì à, về cơ bản xu hướng của thị trường ở trong tuần tới thì à, như vậy cũng sẽ đánh giá sơ bộ như vậy các anh chị nhá và kết thúc à, một phiên giao dịch chúng ta có bản tin và các anh chị cố gắng xem bởi vì đó là những cái giá trị mà hùng chia sẻ miễn phí đúng không? đó là những cái kinh nghiệm thực chiến ở trên thị trường nó không có sách nào dạy cả nó cũng không có giáo án nào dạy cả và chúng ta uh, tổng hợp và chúng ta phân tích dựa trên những cái nội lực cái lòng của thị trường để chúng ta uh, có những cái góc nhìn làm sao đó để nó tốt nhất nó tối ưu nhất các anh chị nha nội dung thứ hai chúng ta sẽ đi bắt đầu view nhanh bộ ba à, xin lỗi <laughs> view nhanh các cái danh mục cổ phiếu cơ bản mở với đúng ở trong tuần chúng ta có dự kiến ở vùng 58.5 thì uh, phiên ngày các anh chị lưu ý là nhung đã có phân tích ở ban đầu đó, đó là phiên giao dịch của ngày 20 thì đường chúng ta tạo đáy 20 21 đó và bắt đầu phục hồi ở phiên giao dịch của ngày uh, gọi là 21 22 thì chúng ta lưu ý những cái nội dung đó để chúng ta nắm được Thế thì thủng vùng 58.5 thì trong tuần là như vậy mà về đến vùng 56 đến khoảng vùng 56 56.5 ở đây nó test tích lũy và hình thành mô hình VK ở đây trước khi mà có một cái nhịp phục hồi ở đây. Với cách phục hồi này thì MWG cũng khá là tích cực do đó tuần tới sau những cái điểm kéo như này các anh chị nhé thì khả năng MWG sẽ quay trở lại test ở khoảng quanh vùng 58 cộng trừ 0.5 Test tích lũy thành công thì mục tiêu trong nhịp này chúng ta sẽ hướng đến cảng kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 62 cổ phiếu Man Sam là một báo cổ phiếu được khuyến nghị định hướng cầm dài đánh dài và chúng ta sẽ có những điểm thu gom và đặc biệt ở trong thời điểm hiện tại vùng 69 đến vùng 70 đây cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là tích cực trong tuần chúng ta cũng đã có phân tích vùng 70 đến vùng 70.2 thì về cơ bản là các anh chị nhìn thấy là nó có những cái điểm ép qua 70 nhưng về cơ bản là nó đều rút lại được ở trên vùng 70 ở vừa thoát lên vùng 71.5 và đang có xu hướng back test quay trở lại do đó tuần tới vùng 70 70.5 test đi thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn cũng có đặt ở các cái thuật ở vùng 74 đến khoảng quanh vùng 74.5 cổ phiếu Vinamilk trong tuần cũng đã test tích lũy uh, thành công ở quanh vùng 63 anh chị nhé, vùng 63 63 65 đây. Đó các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Ở phiên giao dịch ngày 19 và ngày 20 thì nó test vùng 63 và sau khi test xong thì như vậy ta các cái thuật tuần ở vùng 65 65.5 nó lên được khoảng quanh vùng 64.7 rồi và sau một cái nến đẩy mạnh thì chúng ta cũng sẽ đang có những xu hướng bách test trở lại tuần này sẽ ở vùng 64 64.2 thì bọn test tích lũy thành công mục tiêu sẽ vượt vùng 65 điểm xa hơn thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 66 đến khoảng quanh vùng 66.3 BVH uh, xu hướng hiện tại khá là tích cực ở trong tuần. Uh, chúng ta có phân tích điểm 43.2. Trên thực tế thì nó có test lại và nó có test lại cái đường kênh xu hướng ở đây này uh, 42.7, 42.8 và ở trong quá trình phục hồi đi lên thì uh, phiên ngày hôm qua kéo và bản chất ở trong 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 phiên ngày hôm nay thì như vậy là BVH đã back test lại ở quanh vùng 43.5 khá là tích cực. Với cách như này thì tuần tới vùng 43.9 à, uh, test tích lũy thành công mục tiêu thì như vậy thôi ở đây các anh chị nhìn thấy rồi đúng không ạ vùng 4, 4 2 đến 4, 1 5 sau đó thì nó sẽ hướng đến vùng cản 45 break được cái vùng 45 thì như đó cũng sẽ phân tích cho các anh chị thêm ở các cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo ở trên chart kỹ thuật ngày của cổ phiếu BVH thì các anh chị cũng nhìn thấy đây hiện tại thì BVH cũng đang xây một cái cây xu hướng tương đối là đẹp với các cái điểm hỗ trợ dưới các anh chị nhìn thấy đấy các điểm hỗ trợ dưới và cứ mỗi lần chạm điểm hỗ trợ dưới thì cổ phiếu này có xu hướng bật quay trở lên à, bật lên đây này đó thì um, vùng 42643 thì như vậy ông đã có phân tích cái vùng này và BVH quay trở về test này và đã bắt đầu vật lên với cái cách thức vận hành như thế này thì khả năng ở trong thời điểm ngắn hạn vùng 45 này 46 47 đây sẽ là ba cái target mục tiêu mà khả năng BVH sẽ đạt được ở trong thời gian tới cổ phiếu ri ri cũng là ri cũng là một cái mã cổ phiếu mà trụ uh, khá là hay thì trong tuần vừa qua cũng có phân tích cái điểm chỉnh cung ở vùng 64.5 à, tuy nhiên khi mà về đến vùng 64.5 thì J đã bị thủng và cái quá trình thủng như vậy á thì nó sẽ ép về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật gần nhất của nó và các anh chị quan sát ở phiên giao dịch ngày 4 tháng 11 J có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 62 đến vùng 62.5 thì à, đến phiên giao dịch ngày 20 thị trường tạo đáy thì như vậy là J cũng bắt đầu tạo đáy và phục hồi đi lên mạnh mẽ xét uh, về bản chất thì như vậy là kết tuần thì di lại lấy lại được di uh, lại lấy lại được cái vùng 64.5 tuy nhiên là nó ép một cái nhịp này thì đây cũng là một cái nhịp mà nếu như anh chị em của chúng ta mà không hiểu được về bản chất của thị trường thì rất nhiều nhà đầu tư bán đúng phiên giao dịch của ngày 20 ở uh, cây okay, đến giờ đầu tiên của phiên giao dịch ngày 20 họ bán và họ bán xong thì họ bán đúng đáy và bắt đầu họ chỉ cần họ ngồi họ nhìn một cách tiếc nuối đúng không ạ uh, Tuy nhiên là phiên ngày 18 thì đã cảnh báo rồi à, chúng ta đây không phải là giai đoạn mà chúng ta phải bán cổ phiếu bằng mọi giá nữa đó thì đối với gì à, phục hồi đi lên và quay trở lại backtest test cho nó tuần tới đẹp thì ở vùng 64 3 64.5 ở đây các anh chị nhá còn yếu yếu hơn thì nó sẽ về 63.7 đến vùng 64 tất nhiên là vùng này thì à, chưa tính toán đến nhưng khả năng là sẽ tính ở vùng trên à, test lũy thành công mục tiêu sẽ ở quanh vùng 66.5 <laughs> Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp Trong tuần vừa qua thì nó cũng bị chốt khá là mạnh Đặc biệt là mã cổ phiếu KBC thì nó liên quan đến cái câu chuyện là phát hành uh, giá 25.5 uh, cho nhà đầu tư chuyên nghiệp Và khi cái tin này nó đưa ra ở trong cuối tuần thì như vậy phiên giao dịch ngày thứ hai thì KBC đã bị đạp luôn uh, Tất nhiên cái việc này nó không có vấn đề gì cả uh, Cái trend chủ đạo của cổ phiếu này vẫn đang khá là ok KPC trong tuần chúng ta phân tích dự báo điểm 28.5, 28.7 và khi thủng cái điểm này thì như vậy KPC sẽ ép về ở đây, các anh chị. Chúng ta có điểm một thuật ở trong phiên giao dịch ngày 4, à, ngày 4 tháng 11 cũng là một, một cái điểm rất là quan trọng. À, chúng ta lùi lại phiên giao dịch ngày 4 tháng 11, các anh chị nhé. Rất nhiều các mã cổ phiếu test lại đáy ở trong vùng này, thì chúng ta nhìn thấy đây KPC test lại vùng 25, à, 26 năm. 26 4 ở đây đấy và bắt đầu phục hồi đi lên và bay quát bắt đầu quay trở lại bách test thì với xu hướng của KBC như này tuần tới các anh chị lưu ý vùng 26.5 26.8 sẽ là biên mà uh, chúng ta sẽ uh, thu gom uh, các anh chị uh, khả năng vùng này nó sẽ cân bằng nó sẽ thu gom được lại còn trong cái giá phát hành cho nhà đầu tư chủ chuyên nghiệp á, là vùng uh, dự kiến giá 25.5 uh, chúng ta chấp luôn đi ta chấp luôn 1 rưỡi đi cho máu các anh chị chúng ta quanh vùng 26.5 chúng ta chấp Đấy, chấp các nhà đầu tư chuyên nghiệp 1000 đấy chúng ta quanh vùng 26.5 các anh chị lưu ý nhá cổ phiếu SZC ở trong tuần thì nó cũng chịu tác động chung đối với nhóm ngành bất sản công nghiệp khi mà nó bị gãy cái điểm 41.3 thì như vậy là nó sẽ lùi lại và đây các anh chị phiên giao dịch ngày 4 tháng 11 đấy thì như vậy là SZC cũng test lại ở điểm 4 phiên giao dịch ngày 4.1 quanh vùng 37.8 38 38.5 sau đó nó vượt thoát đi lên với cách vượt thoát này thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy này À sau khi vừa thoát đi lên thì như vậy là SSC cũng đang cố gắng xây ở vùng 39 39.339.5 do đó tuần tới đẹp thì nó sẽ test lại ở vùng 39.339.5. À, test đi phục hồi à, và back test thành công thì như vậy là tác các kỹ thuật ngắn ở vùng 42. VGC trong tuần à, dự báo điểm phân tích kỹ thuật ở điểm 43 43.13.3 đến 43 và à, sau khi mà chúng ta thấy rằng là vào phiên à, vào phiên 18 thì như vậy là gì hai cái đến giờ đầu phiên thì chủ eh, VGC là bị thủng cái vùng ma sau đó thì nó sẽ lần lượt quay trở về và đối với VGC thì nó cũng quay trở về uh, test lại ở cái điểm hỗ trợ trong phiên giao dịch ngày 4, ngày 5, tháng 11 và ở đây các anh chị uh, đúng điểm 39.5 thì bật tăng quay trở lại và sau điểm bật tăng đó thì như vậy là chúng ta cũng đã có 3 phiên uh, VGC uh, xây dựng và tích lũy khá là đẹp với cách thức như này thì dự báo là nếu mà đẹp nhất thì tuần tới sẽ khoảng quanh vùng 40.7, các anh chị nhé 40.7 thì khả năng là VGC sẽ back test lại đây còn điểm 66 xấu xấu hơn thì khoảng quanh vùng 40.5, 40.2 đây. À, test tin vui thành công ở trong nhịp này thì mục tiêu vẫn là vùng 43 đến khoảng vùng 43.43.3 đây này. thì bên này là hỗ trợ các anh chị thì trong cái quá trình nó phục hồi quay trở lại bên này thì khi mà nó nó kéo về được khoảng quanh vùng 43.43.3 thì khả năng cái sự rung lắc của nó sẽ bắt đầu. cổ phiếu IDC đây IDC trong tuần chúng ta dự kiến cái điểm 54 54, 55, 55 ở đây. Thế thì sau khi nó bị mất vùng 545 thì nó lùi lại vùng 53, 3.5 3.7. À, xây khá đẹp ở ba phiên, do đó tuần tới thì đẹp đẹp thì sẽ ở khoảng quanh vùng 53.7 đến khoảng vùng 53.5. À, test định thành công thì IDC của chúng ta sẽ dự kiến ở hướng về vùng cảng thuật ở khoảng quanh vùng 57. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép. HPG trong tuần dự kiến điểm 25.8. 26 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 25.5 thì các anh chị để ý thấy là phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó đã test về các cái điểm hỗ trợ phiên giao dịch ngày 20 tháng 11 đúng không thì nó ép qua một cây đến giờ đầu phiên và cây đến giờ thứ hai phục hồi thì về cơ bản là điểm 25.5 vẫn là một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ là hay của Hòa Phát thì với cách thức vận hành như này chúng ta thấy có một điểm test 1 điểm test 2 và điểm test 3 à, HPG đã test 3 lần ở vùng 25.5 đến vùng 25.6 À, có điểm long ở cuối tuần à, như vậy với xu hướng hiện tại chúng ta kỳ vọng hòa phát sẽ có điểm 25 8 26 sẽ điểm cân bằng của tuần mới test bị thành công mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là hòa phát sẽ tiếp tục hướng lại ở khoảng quanh vùng 27 đến khoảng vùng 27.2 Cổ phiếu NKG Nam Kim à, chúng ta cũng có phân tích cái điểm 18.8 đến 19.1 và mô típ đến thì Nhung đã có vẽ ở đây có thể sẽ có những cái điểm à, S về vùng 18.5 nhưng mà về cơ bản là chúng ta cần phải đóng nến lại ở trên vùng À 18.8 và phiên giao dịch ngày 20 thì nó test đúng điểm 18.8 vượt thoát lên. À, tuy nhiên đối với à, Nam Kim à, xu hướng hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là nó chưa thực sự là thoát à, đúng anh chị. À, nó vẫn đang có cái xu hướng là gì tích lũy với dòng tiền thấp. Do đó thì khả năng tuần tới ở khoảng quanh vùng 19, 19.1, 19.2 khả năng quanh quanh ở đây này hoặc là vùng đại mề... đại ý là trong cái biên này thì vẫn còn có xu hướng quay trở lại test và test bị thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn chúng ta thấy rằng vùng 20.5. Vùng 20.5 đến khoảng quanh vùng 20.7 sẽ là biên à cả kỹ thuật của cổ phiếu này. Cổ phiếu Hoa Sen ở đây chúng ta phân tích ở điểm 18 18 4 à test điểm ở trong một và test điểm 2 đúng không ạ? Mô hình với kép và bắt đầu có xu hướng phục hồi. Phục hồi lên thì nó lại bắt test quay trở lại do đó tuần tới khá là đẹp ở quanh vùng 18. .4. Đây là vùng 18.6 đến vùng 18.8 kỳ vọng test định thành công. Mục tiêu test tích lũy thành công xong thì nó sẽ có vùng ngã thuật ở đây, đó là khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 20 20.2. VGS à trong tuần chúng ta phân tích điểm 30 cộng trừ 0.5. À thì nó đã tích lũy ở điểm 30.5 và đây có một cái điểm ở đây các anh chị nhé đây là có một cái điểm trong phiên giao dịch ngày 20 là nó test về đến vùng 30.3. Đó thì như vậy là gì? À, chúng ta cũng đã dự báo cái vùng cân bằng của cổ phiếu tương đối là sát và sau đó thì nó phục hồi. À đây các anh chị và ở đây thì đẹp rồi. VGS cây nến giờ kết thúc phiên như này thì là ngon rồi. Và với cái cách thức là gì sau đây, sau khi mà nó bật lên thì nó đã xây lại được cái nền ở đây các anh chị 31 31.5 và cây nến giờ kết thúc phiên với lực cầu khá là tích cực. À, gấp đôi em A21 nên là à, khả năng với cách thức như này thì như vậy tuần tới thì VGS sẽ tiếp tục kéo thôi. Và mục tiêu sẽ ở khoảng quanh vùng 33.5 đến khoảng quanh vùng 34. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư. Sell ở trong tuần chúng ta dự kiến biên 14 đến khoảng vùng 14.2. À, thì các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Đây tích lũy làng hoàng làng hoàng ở đây. À, ta nghe kỹ thuật ở khoảng quanh dự kiến là khoảng quanh vùng 14.8 đến khoảng quanh vùng 15, 15.1. Thì trên thực tế là chạm được đến vùng 14.8 thì nó lại quay trở lại nó bay test. Sau đó tuần tới với cách thức như này tuần tới 14 lại 14 là 14, 14.2. HDG trong tuần uh, chúng ta dự kiến điểm 27 27.2 đấy các anh chị test luôn điểm điểm 27 và target tuần ở vùng 28.5 hoàn thành luôn và thậm chí là có thời điểm là cổ phiếu này đã đẩy lên được đến, đến vùng 28.7 và nó quay trở về bay test cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay khá là tích cực khi mà à, hoặc uh, HDG đã lùi lại vùng 27.828 test lên và bật lại trên vùng 28.25 với xu hướng hiện tại như này thì tuần tới có thể bay test lại vùng này và mục tiêu sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật ở quanh vùng 29. Cổ phiếu HDC em này thì uh, chúng ta phân tích điểm cản à, điểm hỗ trợ kỹ thuật 283 28.3 28 đến 24 này. 23.8 đến vùng 24 các anh chị nhá. Thì phiên 18 là test này, phiên 20 test này và target kỹ thuật tuần thì dự kiến là khoảng quanh vùng 26, thực tế thì lên được vùng 25.6. Thì uh, nó đang quay trở lại và cái cách xây như này thì theo quan điểm của Hùng vẫn đang tương đối là ổn Do đó tuần tới thì uh, tuần tới thì chúng ta sẽ 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 đánh giá thêm ở quanh vùng 24.5 à, kỳ vọng tích lũy thành công ở đây thì như vậy là gì à, HD à, HDC có thể sẽ có xu hướng vượt thoát được cái vùng cản chéo này tức là cái điểm 25.5 để hướng về quanh vùng cản 26.5 Cổ phiếu Nam Long ở trong tuần thì cũng khá là tích cực ở vùng 37, 37.5 vượt lên và target tuần ở 39 thì lên được vùng 38.5 quay trở lại back test ở với cách thức vận hành của Nam Long như vậy tuần tới lại vùng 37 37.5 37, kỳ vọng test duy thành công mục tiêu sẽ vượt vùng 39 để hướng về vùng 40 cổ phiếu KDH <laughs> ở đây chúng ta có biên 31.8 đến vùng 32 và chúng ta nhìn thấy đúng không ạ KDH trong tuần vừa qua nó đánh rất là là mạnh mẽ luôn đúng không ạ ép qua phiên giao dịch ngày 20 nó đánh rất là 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 hung hãn <laughs> đây 31832 test này rồi bật lên như vậy là chúng ta chưa có được cái target tuần ở vùng 33.6 nhưng mà ít nhất nó lên được vùng 32.8 quay trở lại bách test và cây đến giờ trong phiên giao dịch ngày hôm nay khá là tốt cây đến giờ cái phiên là các chị này râu đến dưới dài và bóng nến gần như cao nhất à, cao nhất của cây đến giờ nhưng nó không được cao nhất phiên thì đây cũng là một cái mô típ nến rất là hay với cái thức như này chúng ta có vùng 32.2 32.4 à, test thì thành công mục tiêu thì trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy thôi như vậy ở đây thì Ừm, trong tuần vừa qua nó hình thành một cái đường cản nhỏ nhỏ ở đây là quanh vùng 33 à, Vượt thoát vùng 33 thì như vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là ở khoảng vùng 33.8 đến khoảng quanh vùng 34 Đà phương ở trong tuần vừa qua cũng test tích lũy à, khá là tích cực đúng không anh chị Ở biên đây chúng ta có phân tích cái điểm 50.5 và phiên giao dịch của ngày 20 thì nó test lại phiên 4 4 tháng 11 này các anh chị các anh chị lưu ý là 4 ngày 4 tháng 11 và ngày 5 tháng 11 nó có một cái điểm test khá là hay thì rất nhiều các mã cổ phiếu quay trở về back test lại cái điểm đó trong phiên giao dịch ngày 20 thì sau khi mà nó chỉ có một cây đến giờ nó ép thôi các anh chị đến cây đến giờ thứ hai thì lại ngon lành rồi vùng 50.5 và về cơ bản trong tuần thì nó tiếp tục gì à, test tích lũy với cách đi như này chúng ta kỳ vọng điều gì tuần tới là vùng 51 51.5 test lũy thành công thì mục tiêu vẫn hướng về vùng cảng thuật ở khoảng quanh vùng 55 Cổ phiếu DIG DIG hiện tại theo quan điểm kỹ thuật của cá nhân Hùng Lê nó cũng khá là ok rồi đấy à, 19.6, 19.8 à, Trong tuần đấy các anh chị nhà chạm đúng điểm này ta Target tuần ở vùng 21 thì nó đã lên được đến vùng 21.2 Quay trở về test Sau đó tuần tới ở quanh vùng 20.4, cộng trừ 0.2 à, Mục tiêu test tư thành công Ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng cả kỹ thuật Ở khoảng quanh vùng 21.5 à, Cổ phiếu DIG Đấy các anh chị nhé, DIG Trên trạng kỹ thuật ngày của cổ phiếu DIG Thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thì DG cũng đã có một cái độ chiết khấu tương đối là sâu à, độ chiết khấu tương đối là sâu khi mà cái điểm mắc của DG tạo được ở vùng 34 và điểm sâu nhất là vùng 20 đi thì như vậy là cổ phiếu DG đã giảm 14.000 đồng trên một cổ phiếu ở à, trong cái nhịp chỉnh giảm vừa qua và hiện tại thì như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là cái biên 19.5 đến vùng 20 của DG nó đang xây thì có thể là các anh chị lưu ý là cái quá trình mà cổ phiếu xây nền đó thì 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 bao giờ nó cũng sẽ có những cái kiểu đi như này tức là đi lên này rồi test này rồi đi lên này rồi test này đó rồi bắt đầu có những cái điểm vượt thoát đi lên ở đây thì cái câu chuyện là gì như vậy là vùng 19.5 vùng 20 ở đây thì chúng ta sẽ khóa cứng. À, chúng ta kỳ vọng dg sẽ gì à, nó sẽ xây theo cái kiểu mô típ này và sau khi à, test nó xây xong thì như vậy là chúng ta sẽ chờ đợi cái dòng tiền bùng nổ ở đây để giúp cho dg vượt thoát cái đường xu hướng cản chéo đây thì ở đây sẽ là những cái vị thế thu gom đúng không đây sẽ là những cái vị thế thu gom và khi nào mà à, chúng ta xuất hiện được một cái xu hướng là gì cổ phiếu dg vượt qua được ở đây đó là vượt qua được cái vùng cản chéo ở khoảng à, quanh vùng 22 với lực cầu xác nhận thì đây sẽ là cây nến mua hết đúng anh chị rất an toàn cứ từ tốn từ từ mà anh chị làm đất xanh uh, hơi tiếc nuối nha, cứ lên đến 17 là lại lại uh, lại 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 yếu yếu xuống một tí này thì uh, cái kênh xu hướng của đất xanh hiện tại đang khá là tốt đấy các anh chị này. Đấy, uh, một cây nến đẩy mạnh này, tím này, rồi cây nến hôm qua test này, cây nến ngày hôm nay test như vậy thì khả năng tuần tới sẽ phiên ngày thứ hai nó sẽ tiếp tục có thêm một cây nến test nữa. Thì ở đây là cũng đang dự phóng ở khoảng quanh vùng 16.3 đến vùng 16.5 nhá. Uh, test thành công mục tiêu thì như vậy là À, cái cản 17.5 và khi nào mà đất xanh phá được cái vùng cản 17.5 thì như vậy trong nhịp này các anh chị cũng nhìn thấy đây rồi à, Cướp nó đứng ở trước mặt mình rồi đó và đây là vùng 19, 19.5 đến vùng 20 à, Thậm chí nó có thể là gì nó sẽ có những cái điểm nhún nhún lên trên vùng 20 một tí thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà gì Đây sẽ là khả năng là điểm mắc ở trong nhịp kéo này của đất xanh các anh chị lưu ý Rồi và đến mã cổ phiếu PDR PDR ở trong tuần thì cái cách mà nó test tích lũy à, rất là ổn luôn, đúng không anh chị. 19 19.5 19 8 này, nó và nó bật lên và target tuần ở vùng 21.2 thì về cơ bản nó đạt được rồi. À, có thời điểm nó đã kéo lên đến vùng 21.5 rồi và nó bắt bách test quay trở lại. Đây là một cây đến giờ nó test về vùng 20.6 và rút chân lên. đó, đó tuần tới vùng 20.6 cộng trừ 0.2, à, chúng ta kỳ vọng là à, cổ phiếu PDR sẽ Uh, sẽ xây ở, ở ở ở cái vùng này để nó để nó làm gì để nó hình thành một cái diện chân sóng. Thì đây là điểm tạo đáy, đây là điểm tạo đáy thứ hai và đây chúng ta kỳ vọng là điểm tạo đáy thứ ba. Test dữ thành công mục tiêu 22 và vùng cản 22 vẫn là một cái vùng cản rất là khoai của cổ phiếu uh, PDR. Đối với Novaland ở trong tuần thì chúng ta có phân tích cái điểm 10.3 cộng trừ 0.2 thì ở đây <laughs> nó test ở điểm 10.5 nhỉ. Chính xác là 10.45. 10.45 nó có một cây nến, hai cây nến, ba cây nến, bốn cây nến giờ. 10.45 đến 10.5, ok các anh chị, trước khi mà nó vượt thoát lên vùng 11.2 với lực cầu khá là tích cực. À, tuy nhiên đến 11.4 thì nó lại quay trở về test, do đó tuần tới 10.9 cộng trừ 0.1. À, tiếp tục test và test tùy ý thành công ở vùng này thì như vậy trong nhịp này có khả năng là NovaLand sẽ <laughs> bắt đầu quay trở lại hướng lại ở vùng 11.8 đến khoảng quanh vùng 12 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì như ông đã có phân tích ngay từ đầu rồi chứng khoán là một trong những nhóm ngành hết sức là quan trọng và 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 khi thị trường chúng ta phục hồi thì không thể nào mà không 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 có sự phù hồi của nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành chứng khoán thì bao giờ nó cũng sẽ là cái nhóm ngành nhạy nhất nhạy nhất và khi nhóm ngành chứng khoán tạo đáy đi lên thì đó cũng là cái thời điểm mà khả năng thị trường chứng khoán chúng ta cũng tạo đáy đi lên đấy rất nhiều các yếu tố kỹ thuật ở trong tuần vừa qua VCI ở trong tuần thì chúng ta có nói đến điểm 32 và sâu hơn à, đề phòng đến cái điểm 31.5 đến vùng 31.7 và phiên giao dịch ngày thứ hai thì như vậy là à, nhóm ngành chứng khoán đã hết sức là tích cực để giữ nhịp cho thị trường à, cây nến đầu tiên phục hồi đấy các anh chị và về cơ bản thì như vậy là à, VCI chỉ test ở trên vùng 32 cộng ta các kỹ thuật tuần ở vùng 33.5 đến 33.7 thì phiên ngày hôm nay đạt 33.5 và nó đang nó đang có xu hướng quay trở lại test tích lũy phục hồi Vùng 32.5 đến vùng 32.7 đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của VSI trong tuần tới, kỳ vọng test đi thành công. Tác kỹ thuật của VSI hướng về quanh vùng cản 35. Cổ phiếu HCM, ở đây chúng ta phân tích cái điểm 26 đúng không anh chị? Và sâu hơn thì chúng ta có như chúng ta có đề cập ở đây đó là vùng 26 25.4 đến khoảng vùng 25.7. Và về cơ bản thì nhóm này chứng khoán tích cực và trong tuần vừa qua thì HCM đạt tác kỹ thuật tuần ở vùng 28.2. À, tại đây thì chúng ta khi đạt đến vùng 28.2 thì HTM đang có khoảng 3 phiên, 3 phiên công cái vùng ngắn kỹ thuật này. Và cây hai cái nến giờ kết thúc phiên thì nó hơi 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 đuối đuối một chút xíu ở đây thôi. À, tuy nhiên theo quan điểm của Hùng thì nó không quá xấu, do đó tuần tới thì nếu như nó khỏe thì nó sẽ lùi lại khoảng quanh vùng 27.4. Ở đây các anh chị nha nếu mà nó khỏe thì nó sẽ lùi lại loanh quanh khoảng vùng 27.4 này khóa cái điểm 274 này là đó uh, loanh quanh vùng 27.4 ở đây test đi thành công đảo lo mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì uh, cổ phiếu này sẽ mục tiêu là sẽ vượt thoát vùng 28 282 và xa hơn chúng ta hướng về vùng cả tôi quanh vùng 29 cổ phiếu SSI Uhm, đối với SSI thì trên chạc kỹ thuật ngày nó cũng đang hơi xấu cho nên là cái quá trình phục hồi của nó nó sẽ chậm hơn và trong tuần thì chúng ta phân tích điểm 235 237 đấy các anh chị này và nó tích lũy ở trong phiên giao dịch ngày 18 19 20 vừa thoát đi lên và quay trở lại bách test và các điểm bách test trở lại ở đây của HCM tương đối là đẹp vùng 24 24.2 tuần tới các anh chị có thể thu gom thêm mục tiêu ở vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 28.5 VND có phục hồi rồi lại quay trở về test ở trong tuần thì chúng ta có phân tích điểm 13.5 13.5 13.6 đây các chị nhá có luôn 13.5 13.6 này nó test này và mục tiêu ở vùng 14.2 thì lên được đến vùng 14.1 và hiện tại thì chúng ta cũng nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là VND cũng đang có cây nến giờ kết thúc phiên nó hơi xấu à, do đó tuần tới thì lại vùng 13.5 13.6 13.7 test thành công mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn 14.2 đến vùng 14.3 cổ phiếu FTS ở đây chúng ta có dự báo điểm 40.5 40.7 và trong tuần đây một cái cây nến này một cây nến mà phiên giao dịch của ngày thứ hai à, ngày 20 thị trường chúng ta tạo đáy FTS có một lực ép mạnh ở cây nến giờ đầu phiên và sau đó rút chân mạnh mẽ đi lên và về cơ bản thì 40.5 40.7 vẫn là vùng hỗ trợ rất là nét của FTS ở trong tuần vừa qua target tuần ở vùng 42 thì như vậy là cổ phiếu HCM đã đạt được à, FTS đã đạt được trên vùng 42 cộng trước khi mà nó có một nhịp back test quay trở lại đây thì với cách thức hiện tại như thế này thì chúng ta kỳ vọng ở vùng 40.8 đến khoảng quanh vùng 41 à FTS sẽ test tích lũy quay trở lại đây test tích lũy thành công mục tiêu sẽ à, có vùng cản ở khoảng quanh vùng 43 cổ phiếu SHS nhìn chung ở trong tuần thì chúng ta thấy rằng là ở quanh vùng 13 cộng trừ 0.2 và ở đây thì nó vẫn như vậy thôi nó vượt lên được một chút xíu rồi nó lại quay lại nó test, sau đó tuần tới thì lại vùng 13. Cộng trừ 0.2, tiếp tục tính lũy. Cổ phiếu VIX à trong tuần chúng ta cũng có những cái điểm dự báo về hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 9.5. Thì các anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch của ngày 20 thì nó ép qua vùng 9.5 nhưng cơ bản là nó vẫn rút lại trên vùng 9.5 có phục hồi về vùng 10 nhưng là quay trở lại back test do đó tuần tới thì khả năng là vùng 9.5 cộng trừ 0.1 quay trở lại test test đi thành công thì mục tiêu vẫn uh, vẫn là có cái vùng cản ở đây ở vùng 10.5 đến khoảng quanh vùng 10.6 agr hiện tại khá là tích cực các anh chị nhé trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là vùng 16 cộng trừ 0.2 à, chúng ta dự kiến cái điểm 16 cộng trừ 0.2 thì chúng ta nhìn thấy là gì agr test ở điểm 16.4 tức là nó test ở biến trên rồi nó phục hồi đi lên ở đây là target tuần chúng ta đạt được 17.2 suy sát đạt được và nó test này rồi nó long này rồi nó test cho nó tuần tới vùng 17 à 16.7 16.7 đến vùng 16.8 đây là vùng gọi là vùng hỗ trợ kỹ thuật cực đẹp của AGR khả năng thì khi chạm về đây thì lực cầu bắt đáy nó sẽ gia tăng mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn AGR hướng vùng 7.4 điểm xa hơn sẽ là vùng 18 VDF khá nét ở trong tuần vừa qua khi mà chúng ta dự kiến cái điểm 17 thì nó không về đến nơi và nó test tích lũy ở khoảng quanh vùng 7.5 à, và nó đang điện đẩy lên rồi test xuống đẩy lên test xuống nói chung là, đây là nôm na hay quá trình nó hình thành đáy thì nó thường như vậy nó sẽ có những nhịp lo, nhịp sọc và về cơ bản vùng mười 47.6 à, trong tuần vừa qua xây khá là tích cực cho đó tuần tới thì chúng ta tiếp tục lấy cái biến này mục tiêu ở test đi thành công cả kỹ thuật 19 đến vùng 19.3 Cổ phiếu ORS thì như chúng ta cũng đã phân tích chia sẻ rồi, vùng 12 đến vùng 2 4 là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh của cổ phiếu này. Đấy, và các anh chị nhìn thấy là trong tuần thì chúng ta cũng có dự kiến điểm 2 4 điểm 2 6 thì về cơ bản là nó test ở điểm 12.8. Và target tuần ở vùng 13.8 thì suy soát đạt được và nó quay trở lại test. Và cái cách thức là gì đây? Vì đây là một phiên đẩy khá là mạnh cho nó đó nên là nó đã có điểm test một ở đây nhá. Và khả năng tuần tới thì nó sẽ bắt đầu có điểm test 2. Như vậy quanh vùng 12.8 đến 13 kỳ vọng là ORS test vị thành công ở vùng này mục tiêu sẽ hướng về vùng 3.8 điểm xa hơn sẽ là vùng 14.3. CTS à, dự kiến ở điểm 33.5 khá là đẹp và nó test ở điểm 34 các anh chị à, phiên 18 test một điểm và phiên 20 test một điểm nữa target tuần ở vùng 36 à chính thức đạt được 36 đến 36 và bắt đầu nó quay trở lại backtest ở đây, khá là đẹp cho vị thế tuần tới ở khoảng quanh vùng 34.2 34.5. Test cái thành công của vùng này, mục tiêu sẽ là hướng đến vùng 36.5 đến khoảng quanh vùng 37. MBS cũng có các cái điểm test hỗ trợ cái tuần quanh vùng 26.2 26 Đây các anh chị nhá, 10 phiên ngày 18 là nó test 26.2 này. Cây nến này là không phải đó nhá, đây là cây nến ảo này. Uh, ta các kỹ thuật tuần ở vùng 27.5 thì như vậy là nó đã đạt được đến khoảng quanh vùng 27.7 này, 27.8 nhá. Rồi sau đó nó quay trở lại nó test với cách thức như thế này, tuần tới dự kiến sẽ ở khoảng quanh vùng 26.7 đến khoảng quanh vùng 27 test tích lũy thành công, đảo long thành công, ta các kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn. À uh, chúng ta sẽ hướng về khoảng quanh vùng 29. Uh, và ngoài ra thì uh, các anh chị lưu ý uh, nhóm banh hiện tại thì cũng đã thấy rằng cái sự tích lũy khá là đẹp và đặc biệt là À, một số các mã cổ phiếu cũng sẽ view nhanh để các anh chị nắm được. Sau đây, thứ nhất là mã cổ phiếu VBank VB cũng đã có những cái phân tích khuyến nghị từ vùng 18 18.3 18.5 mua và bắt đầu uh, sau những nhịp đẩy thì khả năng tuần tới sẽ có những điểm test lại ở khoảng quanh vùng 18.75 các anh chị nhá. Techcombank cũng khá là đẹp này. Techcombank cũng khá là đẹp này. Ở vùng 22 đến vùng 22. 22.2 này, đây hỗ trợ đây hỗ trợ nhá và rất có thể nhịp này thì như vậy là Techcom cũng sẽ hướng lại, ở đây nó sẽ hướng lại vùng cả thuật ở vùng 24.5 đến khoảng quanh vùng 25. TP Bank cũng à đẹp rồi các anh chị nhá, ở vùng 15 năm 15.7 ở đây thì nó nó đã có nhịp long 1 và khả năng nó sẽ có nhịp sọc 2 rồi sau đó nó sẽ có nhịp long 3 và các nhịp sọc 2 này thì khả năng các anh chị ở chúng ta tập trung để chúng ta quan sát ở khoảng quanh vùng 15.8 đến khoảng 16 và nhịp long nhịp long tiếp theo thì như vậy là chúng ta kỳ vọng ở vùng 7.5 đến khoảng quanh vùng 7.8 MBB cũng có điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây khá là nét ở vùng 23 đến vùng 23.2 ở đây nó cũng đã có gì ạ à, nó cũng đã có điểm long một rồi thì sau điểm long một này thì có thể nó sẽ có điểm test 2 và sau điểm test 2 đó ở dự kiến là khoảng quanh vùng 23.5 đến khoảng quanh vùng 20 3.7 test tích lũy thành công ở vùng này lực cầu quay trở lại thì như vậy là à, chúng ta cũng có thể gì hướng cái ra cái, cái thuật ở vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 26. Công thương cũng có điểm hỗ trợ kỹ thuật à công thương nó chạy khá là nhanh. Đây ở à, cái điểm hỗ trợ của công thương ở đây đó chính là vùng 32.533 và nó đã có ba cây nến ấy rồi. Thì như vậy là công thương thì khả năng cũng không còn các cái điểm mua đẹp nữa bởi vì cái cách thức như này thì nó sẽ hồi để nó chạm cản chéo này rồi nó sẽ back test cái quá trình bách test này thì các anh chị có thể uh, chú ý đến những cái điểm mà uh, quanh vùng 34, 34.2 thì tại đây nếu như có những cái vùng này mà đẹp đẹp thì chúng ta lừa lựa để chúng ta uh, thu gom cổ phiếu VIB cũng đang có uh, những cái điểm tích lũy khá là ổn ở quanh vùng 18 độ chiết khấu khá là ok vùng 7.8, 18 đến khoảng vùng 18.2 đây là ba cái mốc mà các anh chị có thể gì à, uh, các anh chị có thể lưu tâm để như vậy là chúng ta có thể thu gom với một mục tiêu là như vậy chúng ta sẽ kỳ vọng VIP của chúng ta sẽ tiếp tục ở hướng lại về quanh vùng 19.8 đến khoảng quanh vùng 20 rồi uh, mã nào như thế này mã MSB cũng là một cái mã mà ở uh, độ chiết khấu đã ra là khá là ok các anh chị nhá hiện tại thì như vậy là sau một cái điểm mà uh, sọt khá là mạnh thì như vậy là MSB của chúng ta cũng đã về đến các cái điểm hỗ trợ 11 11.2 ở đây thì nó đã có điểm lo một và sau điểm lo một thì khả năng nó sẽ có các cái điểm bách test quay trở lại và những cái điểm bách test quay trở lại đó thì các anh chị có thể chúng ta chú ý ở khoảng quanh vùng 11 3 đó và từ đây thì như vậy là chúng ta cũng sẽ có những cái target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng à, 13.5 đó nôm na là 13.3 đến 13.5 rồi và bản tin tuần này thì hùng sẽ xin phép được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo